Hello everyone. Welcome back to my kitchen. Welcome back to Yutikanel Michigan channel. Please subscribe Yutikanel Michigan to watch more video about my family and my kitchen. Today is a cooking time. I would like to show you how I make the oxtail pork soup with some sweet chard and sweet yellow squat. Take a look step by step. Hopefully you enjoy the show. Hopefully you love the video. You have a wonderful day. Make sure you are beautiful and happy. We see you at the next video. Bye bye. Bye bye. Yutikanel Michigan mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Mời quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa hãy bấm nút đăng ký kênh Yutikanel Michigan để cùng nấu ăn với Yutikanel Michigan hôm nay nha. Hôm nay Yutikanel Michigan sẽ nấu canh đuôi heo và bí đao Mỹ với cải cầu vồng. Bởi vì hôm nay Yutikanel Michigan vừa mới thu hoạch cải cầu vồng và bí đao vàng của Mỹ cho nên mình sẽ nấu món canh này. Yutikanel Michigan mong rằng quý cô chú anh chị và các bạn gần xa thích video của mình và hãy bấm share, bấm like để cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay Yutikanel Michigan sẽ đọc tin tức nước Mỹ và thế giới. Trái ngược với những tỷ phú hàng đầu đều được nhắc tới khắp các tờ báo như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos, lại có những tỷ phú kín tiếng và ẩn dật luôn cố gắng tránh sự chú ý của công chúng trong nhiều năm. Họ luôn tìm cách tránh xa các bảng xếp hạng người giàu có của tạp chí Forbes, Bloomberg hay những danh sách bình chọn tương tự. Theo Insider, những tỷ phú được liệt kê dưới đây đều rất giàu có và kín tiếng. Thông tin về tài sản ròng của họ được ghi nhận chính xác kể từ 15 tháng 8. Philip Andrews, tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ. Có lẽ nhiều người biết tới lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thung lũng Coachella, song người đứng sau nó vẫn là một ẩn số. Đó chính là ông Philip Andrews, người được mệnh danh là tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ. Trị giá tài sản ròng của ông Philip Andrews là 10,7 tỷ USD, theo Forbes. Ông Philip, 83 tuổi, sở hữu tập đoàn giải trí Andrews AEG, công ty mẹ của Coachella. AEG sở hữu một số đội thể thao, điều hành hơn 100 câu lạc bộ, nhà hát và vũ đài trên khắp thế giới, sản xuất hoặc quản lý hơn 25 lễ hội âm nhạc. Trước khi tham gia lĩnh vực giải trí, ông Philip Andrews kiếm tiền từ dầu mỏ và đường sắt. Ông đã phát hiện được một số dầu mỏ ở biên giới Young Utah vào năm 1979. Ba năm sau, Mobil đã mua lại một nửa dầu mỏ với trị giá 5 triệu USD. Tiếp đó, ông Philip mua công ty đường sắt Rio Grande và South Pacific vào những năm 1980, rồi bán chúng vào năm 1995 với giá 1,4 tỷ USD, nhưng vẫn giữ quyền đặt cáp quang trên các tuyến đường đó để phục vụ dịch vụ viễn thông. Năm 2019, tạp chí Forbes cho biết ông Philip Andrews là một trong hai người đàn ông có tên trong bảng xếp hạng 400 người Mỹ giàu nhất hàng năm của tạp chí kể từ khi nó thành lập vào năm 1982. Người còn lại là tỷ phú dầu mỏ William Herbert Hunt. Trong suốt sự nghiệp của mình, tỷ phú này luôn tránh sự chú ý của công chúng và chỉ tham gia hai cuộc họp báo. Kinh tế học Jack Kaiser nói với tờ Los Angeles Times hồi 2006 rằng Philip Andrews giống như phù thủy xứ Oz. Ông ấy là người đứng sau bức màn kéo. Không ai nhìn thấy ông ấy, nhưng đó lại là người có tác động rất lớn tới Los Angeles. Đứng thứ hai là gia đình Marx. Gia đình Marx có lẽ nổi tiếng nhất với đế chế kẹo của họ, vốn gồm các thương hiệu như M&M, Snickers, Twist and Dose, và họ cũng sở hữu các thương hiệu thực phẩm như Ben's Original, cũng như các thương hiệu chăm sóc thú cưng Pedigree, Lambs and Cancer. Marx là gia đình giàu có thứ hai trên thế giới, với tài sản ròng là 160 tỷ USD, theo bảng xếp hạng vào tháng 10 năm 2022 của Bloomberg. Năm 2008, tờ Washington Iron viết, công ty Marx và gia đình sở hữu công ty sản xuất kẹo khổng lồ, đó là biến sự bí mật thành một lối sống.
Cựu chủ tịch Marx Stephen Becker, là chắc của người sáng lập công ty Franklin Marx, từng cho biết: "Chúng tôi chọn việc không xuất hiện trước công chúng và chúng tôi thực sự muốn thương hiệu của mình thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Người tiêu dùng muốn biết không chỉ về thương hiệu kẹo mà họ đang mua, mà cả công ty đứng sau nó." Amy West, phát ngôn viên cho gia đình Marx, nói: "Gia đình Marx coi trọng sự riêng tư và không bao giờ muốn công khai." Anh em Wertheimer, chủ sở hữu đế chế Chanel, Aileen và Gerard Wertheimer đều trong độ tuổi 70 và là chủ sở hữu thế hệ thứ 3 của Chanel. Ông của họ là Perry Wertheimer đã ký một thỏa thuận với Gerber Coco Chanel vào năm 1924 và thành lập công ty Params Chanel. Theo đó, ông Wertheimer sẽ tạo ra mùi hương số 5 nổi tiếng để đổi lấy cổ phần trong công ty. 1954, ông đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ công ty. Alain Jeanneret Wertheimer hiện là những tỷ phú giàu nhất nước Pháp. Họ thừa kế công ty khi cha họ là Jacques Wertheimer qua đời vào năm 1996. Alain hiện là chủ tịch của Chanel. Còn Jeanneret là người lãnh đạo bộ phận đồng hồ theo Forbes. Tài sản mỗi người hiện là 32,6 tỷ USD. Youtica Nail Michigan, hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo.